vẽ và cắt mỗi cây thông Noel bằng giấy bìa xanh. Sau đó, cắt giấy nó thành sợi hình chữ nhật, cuộn lại để làm thân cây. Dùng kéo tỉa hai đường mảnh bên hông cuộn giấy. Đặt cây thông xanh vào hai rãnh đã cắt. Đính thêm bông màu và ngôi sao là cây thông đã hoàn thành rồi. Vẽ lên giấy trắng 3 phần thân và đầu của người tuyết. Sau đó cắt giấy trắng thành các sợi hình chữ nhật. Dán vuông góc ở hai đầu giấy, rồi gấp luôn phin hai sợi với nhau để làm lò xo đỡ thân người tuyết. Trước khi ráp người tuyết lại, đừng quên dán mắt và mũi chân người tuyết nhé. Dán lần lượt thân người tuyết theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Vẽ và cắt thêm hai tay cho người tuyết nào. Vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi. Gấp đôi tờ giấy trắng, sau đó vẽ nửa vòng tròn để tạo gương mặt trong dàn Noel. Dùng giấy đỏ cắt một hình tam giác có đáy nhỏ hơn phần đầu của ông già Noel để làm nón. Dán mắt và mũi cho ông già Noel. Đính thêm bông trắng ở phần mũ và râu cho ông già Noel nào. Đừng quên viết những lời chúc tốt đẹp ở bên trong thiệp nhé.